Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lộ danh tính người cháu gái ma men của ông đại tướng họ Tô. Báo chí nhà nước lâu nay vẫn là công cụ che đậy cho cái xấu của quan chức. Khi câu chuyện về cháu gái tự xưng của ông Tô Lâm làm náo loạn đường phố Hà Nội, thì chắc chắn báo chí quốc danh sẽ lên tiếng để bóp méo và che đậy sự thật. Tất cả các tờ báo đều viết tắt tên của nữ tài xế say xỉn gây tai nạn là LHT, sinh năm 1988, ngụ quận Tây Hồ, dù đã viết tắt họ tên của người tự xưng là cháu Tô Lâm, nhưng vẫn sợ bị lộ nên họ không dám để chữ T đứng đầu mà đảo ngược thứ tự các chữ cái trong họ tên của người phụ nữ này. Tuy nhiên, dân có cả triệu con mắt nên không thể giấu được. Theo thông tin từ nhiều người dân cung cấp, thì cô gái này tên là Tô Lan Hương, Facebook của cô là Lan Hương Tô. Sau khi bị cộng đồng mạng tìm ra, cô đã khóa Facebook. Rất có thể cô là cháu của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thật sự và đây là hình tô lan hương được đưa vào xe công vụ để bảo vệ uống rượu bia lái xe đâm trúng người rồi lại còn lớn tiếng quát mắt mày biết tao là ai không và tự xưng là cháu tô lâm những người chứng kiến xung quanh thoạt đầu tưởng rằng cô này say xỉn nói bừa tuy nhiên khi công an đến và bảo vệ chặt chẽ người phụ nữ này thậm chí chị ta còn được đưa lên xe công vụ của công an tạo khoảng cách không cho ai tiếp cận trong khi đó, nạn nhân của cô ta lại bị công an điều tra, lấy lời khai và bị đưa về đồn làm việc, bị đối xử như một người gây tai nạn. Đến đây thì mọi người đều hiểu lời nói của người phụ nữ này là thật chứ không phải nói bừa. Sự việc xảy ra giữa đường với bao nhiêu người chứng kiến, vậy mà công an vẫn trắng trợn bảo vệ người sai phạm, hạch sách người bị hại, khiến đám đông bức xúc. Người dân liên tục nhắc công an phải làm đúng trình tự pháp luật đó là kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn của người gây tai nạn, tức là cô Tô Lan Hương. Tuy nhiên, phía công an cứ lẫn l... Tuy nhiên, phía công an cứ lần lửa và nói đưa cả hai về đồn rồi giải quyết. Nguyên nhân là họ không dám đụng đến cháu bộ trưởng nên phải diễn xin ý kiến chỉ đạo. Và đây là hình khuôn mặt thật của Tô Lan Hương trên Facebook cá nhân. Cuối cùng, do đám đông chặn đầu xe gây áp lực trong sự tức giận, buộc công an phải thử độ cồn của Tô Lan Hương áp lực ngày càng lớn, hơn nữa, phía công an đuối lý, cuối cùng họ buộc phải để cô Hương thổi vào ống xét nghiệm. Sau đó công khai chỉ số cho những người có mặt tại hiện trường. Chỉ là cháu Tô Lâm, cô này không hề có quyền hay chức vụ gì, vậy mà cả một tập thể ăn lương của dân lại đi bảo vệ cho kẻ sai và tấn công nạn nhân. Đấy là lực lượng công an do ông Tô Lâm điều hành. Các hành xử như vậy được gọi là vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, bất chấp luật pháp xếp nào thì lính đấy. Cách hành xử này không chỉ riêng công an mà là phong cách chung của cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Một xã hội vô pháp chỉ bảo vệ những kẻ có quyền thế và sẵn sàng chà đạp ức hiếp người yếu thế. Và đây là hình ngoài Tô Lan Hương, ông Tô Lâm còn tạo ra bao nhiêu vùng cấm nữa cho dòng họ Tô của ông đây. Trong bài viết, danh tính nữ tài xế say xỉn có nồng độ cồn vượt mức kịch cung, Nổ là cháu gái cán bộ cấp cao, được đăng trên báo Phụ nữ Việt Nam, có viết rằng một số trang mạng xã hội đưa tin chị LHT tự xưng là người nhà lãnh đạo cấp cao. Lực lượng chức năng đã xác định nữ tài xế này mạo nhận và khẳng định công tác xử lý luôn không có vùng cấm. Có lẽ tờ báo này đã học tập và làm theo tấm gương của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Miệng thì họ nói không có vùng cấm, nhưng sự thật thì toàn bộ lực lượng công an có mặt tại hiện trường đã quyết tâm bảo vệ một vùng cấm. Với báo chí quốc doanh, người đọc có thể dễ dàng nhận ra mức độ dối trá đến trơ trẽn của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lộ danh tính đứa cháu ma men của ông đại tướng họ Tô. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mỹ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tài trợ nâng cấp căn cứ hải quân ở Campuchia. Ngày 7 tháng 3, BBC Tiếng Việt cho hay Trung Quốc tài trợ nâng cấp căn cứ hải quân Campuchia. Mỹ quan ngại sâu sắc, Việt Nam ảnh hưởng gì? BBC dẫn lời ông Daniel, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nói trên báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng ông đã nêu ra các vấn đề liên quan đến căn cứ hải quân Jim do Trung Quốc tài trợ trong chuyến thăm Plumbon cuối tuần trước. Hoa Kỳ và một số quốc gia trong khu vực đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về mục đích, tính chất và phạm vi xây dựng xung quanh căn cứ hải quân Jim cũng như vai trò của quân đội Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong quá trình này và trong việc sử dụng cơ sở này trong tương lai. Ông nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong khu vực là để đảm bảo rằng các đối tác của chúng tôi tiếp tục có thể bảo vệ chủ quyền của mình. Và đây là hình bài trên BBC. Ông cũng cho biết ông sẽ thảo luận về Biển Đông trong chuyến đi tới Đông Nam Á. Tôi nghĩ chúng ta đã thấy trong một số trường hợp, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thực hiện một số bước đi ở Biển Đông vừa đi ngược lại luật pháp quốc tế, vừa sử dụng biện pháp ép buộc để đe dọa các đối tác theo những cách mà chúng tôi nhận thấy không thể chấp nhận được và gây bất ổn. BBC cho biết căn cứ hải quân Trìm ở miền Nam Campuchia được nâng cấp với sự đầu tư của Trung Quốc vào cuối năm 2022 và năm 2023. Điều này làm dấy lên lo ngại từ Washington về tính minh bạch trong mục đích của cảng này và vai trò của quân đội Trung Quốc. Vào tháng 12, các tàu hải quân Trung Quốc đã đến thăm căn cứ hải quân này và tham gia cuộc tập trận chung với quân đội Campuchia. Theo BBC, Bắc Kinh và Phnom Penh có mối quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ nhiều công ty nhà nước Trung Quốc đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, nông nghiệp, khai thác mỏ và năng lượng ở Campuchia. Thủ tướng Campuchia Hun Manet mô tả mối quan hệ với Trung Quốc là một tình bạn sắc son trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 9 năm ngoái. BBC nhắc lại lời ông Hoàng Việt, giảng viên khoa luật quốc tế Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, nói vào tháng 6 năm 2023 rằng nếu cáo buộc của Mỹ và phương Tây về việc Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở Campuchia là có thật thì đây rõ ràng là mối đe dọa tới Việt Nam, toàn bộ khu vực ASEAN và cả Mỹ. Bởi Trung Quốc sẽ có nhiều hướng tấn công Việt Nam hơn nếu đụng độ xảy ra. Và đây là hình căn cứ hải quân Rim ở Campuchia. Nếu Campuchia làm việc này mà không tham vấn ý kiến của ASEAN thì điều này gây tổn hại rất lớn tới ASEAN, đặc biệt gây tổn hại tới quan hệ hữu nghị láng giềng đã được xây lắp từ rất lâu giữa Việt Nam và Campuchia. Nói về tham vọng của Trung Quốc, Thạc sĩ Hoàng Việt nhắc đến chiến lược chuỗi ngọc trai nhằm mở rộng các cảng biển, căn cứ quân sự của nước này trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, kế hoạch vành đai và con đường. Tập trung vào các cảng biển, đặc biệt là eo biển Malacca. Eo biển Malacca là một con đường hàng hải chiến lược có rất nhiều tàu bè đi ngang qua hàng ngày. Trung Quốc rất cần con đường đó bởi vì những hàng hóa nhập khẩu của nước này, đặc biệt là dầu, sẽ phải đi qua eo biển này rất nhiều. Các nhà nghiên cứu đặt ra giả định là nếu xảy ra một cuộc chiến tranh trên Biển Đông, có khả năng eo biển Malacca sẽ bị khóa lại, đe dọa sự phát triển của Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh rất muốn kiểm soát được eo biển này. Nếu có một căn cứ quân sự tại Campuchia, ở riêng như đồng thổi, Trung Quốc có thể đặt các tàu chiến của mình ở đó, và họ có thể tới các khu vực ở eo biển rất nhanh sẽ tạo rất nhiều lợi thế cho Trung Quốc. Trong trường hợp điều này có thật, thì Việt Nam cũng phải nghĩ tới chuyện khác, trong đó bao gồm các bước phòng thủ của mình, chuyên gia về Biển Đông kết luận. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mỹ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tài trợ nâng cấp căn cứ hải quân ở Campuchia. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết, và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.